Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến video số 2, video nói về trợ từ. Trong video trợ từ đầu tiên thì mình đã nhận được rất là nhiều comment khen ngợi và cổ vũ động viên mình. Thực sự mình rất là cảm ơn các bạn. Các bạn hãy gì nhỉ? Like và chia sẻ những video này giúp mình nhá. Ok, và ngay sau đây chúng ta cùng nhau bước vào video số 2. Hey, trước tiên các bạn hãy cùng nhau xem video này. Và mình sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Kami nagai onna no hito wa watashi o mita. Hai, bạn chọn đi. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 1. À, no, đúng không? Nhiều bạn nhìn vào đáp án bảo, ôi chết rồi, cái này gá. Gá ở đâu? Đáp án phải là gá sao ở đây lại không có á? Vậy thì gá, vậy thì chọn đáp án nào bây giờ? Đáp án của chúng ta đó chính là no các bạn ạ. Ok, hai. Trong trường hợp này đúng không? Chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Kami. Kami ga nagai desu ne. Kami ga nagai tức là gì nhỉ? Tóc dài. Được chưa nào? Hay là sơ cấp chúng ta vẫn học những cách sử dụng của tính từ như thế này nhá. Chẳng hạn như là me ga chisai chẳng hạn. Mình viết chữ Hán này nhá. Me ga chisai. Thôi chisai thì viết này. Viết chữ Hiragana. Mê gã chi sai là mắt nhỏ hay là gì nhỉ? Mặt to đi, để cho nào mặt mặt to. Cao cao gã oki, để cho nào cao gã oki ngay, để cho nào hay đây nhá. Đây là gì nhỉ? Mặt to này, mắt nhỏ này và tóc dài này, đây đều cô gái này. Nhưng mà tại sao lại biến thành no thầy ơi? Tại sao những chữ này nó lại trở thành no vậy hả thầy? Bởi vì khi mà chúng ta thêm một cái danh từ ở đây, ví dụ một danh từ là người đây, hito là người đúng không? Hay người tóc dài để cho nào, hay là người mắt nhỏ, hay là người mặt to để cho nào, thì cái phần đằng sau này này nó trở thành danh từ các bạn ạ. Hay một cụm danh từ oki đây này, cái người là danh từ này, cái này oki nó chỉ bổ trợ cho danh từ này mà thôi. Và cái từ no này, cái từ no này nó là gì nhỉ? Nối giữa hai danh từ các bạn ạ. Kao là danh từ là mặt của mình đúng không? Hay kao no oki hito, người mặt to, người mắt bé, người tóc dài, được chưa? Hay nên là gì nhỉ? Nếu mà không có gá thì chúng ta có thể chọn no nhá. Và cái no này trong văn nói người ta cũng sử dụng rất là nhiều, nên là các bạn chú ý. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã xong câu số 1 rồi nhá. Vâng, chúng ta cùng nhau bước vào câu số 2. Các bạn nhìn đi bạn. Hay tsukue no ue ni pasukon denwa ga arimasu. Rồi, có 4 đáp án đây, các bạn chọn đi. Chính xác rồi, đáp án của chúng ta là to, đúng không? Câu này quá đơn giản rồi, đúng không? Trên bàn có gì? Có pasukon là máy tính và denwa là điện thoại, đúng không? Trên bàn có điện thoại và máy tính, được chưa nào? Ở đây chắc là nhiều bạn sẽ phân vân đáp án số 1, đúng không? Nado, đúng không? Hay, bởi vì nghe là nani nani nado nado. Nhưng mà nado khi nào sử dụng nhỉ? Đúng rồi, khi mà trước nó có nani nani ya này, một cái gì đó ya này, xong thì nado này, được chưa? Nado. Hay, thì khi đó chúng ta mới dùng nado được các bạn nhá. Ok chưa? Hay, nhớ câu này nhá, đừng có làm sai câu này nhá. Ok. Hay, chúng ta cùng nhau bước vào câu số 3. Câu này siêu siêu dễ nha các bạn nhá. Ok, nhìn này. Ashita ame furimasu ka? Ok, các bạn làm đi. Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Ga, đúng không? Ashita ame ga furimasu ka? Được chưa nào? Trong sơ cấp có hai câu nói về thời tiết, đó là tuyết rơi và mưa rơi, đúng không? Ở đằng sau có động từ furimasu, thì trước đó thì chúng ta phải cho trợ từ ga vào nhá. Ok, ame ga furimasu, yuki ga furimasu. Ok chưa? Hay. Tuy nhiên, nếu trong cái đáp án của nó mà không có gá mà lại xuất hiện trợ từ wa, thì khi đó đáp án của chúng ta là wa nha các bạn nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ phân biệt một chút nhanh wa và gá khác nhau như thế nào nhá. Ok, hay wa và gá khác nhau này. Hay, khi mà người ta sử dụng wa để cho nào, thì người ta sẽ nhấn mạnh cái ở phía đằng sau này này, để cho nào. Ashita ame wa furimasu ka, thì người ta đang nhấn mạnh cái động từ furimasu, tức là rơi ấy, đúng không?
Nếu mà người ta sử dụng động từ gạ được chưa nào, thì người ta nhấn mạnh cái mưa này, đúng không? Tuyết này, mưa này, ame, yuki này, được chưa nào? Đấy, các bạn nhớ như thế nhá, đơn giản như thế thôi. Ok. Asta ame ga furimasu ka? Asta furimasen.